Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh sử dụng tay lái ghi đông nhé. Vẫn có cầu trước đàng hoàng, cầu sau V-size, động cơ 800W, có số nhanh số chậm và 4 bánh xe có đường kính là 30, đường kính 35. Cái bộ này thì rất là thích hợp để làm những cái xe chở hàng trong nhà xưởng sử dụng tay lái ghi đông. Nó không sử dụng vô lăng, nó sử dụng tay lái ghi đông ấy, thì nó rất là thích hợp cho các cái đối tượng sử dụng như là chị em phụ nữ hay là các bà các cô, hoặc là những người chưa từng lái xe 4 bánh bao giờ. Cái việc sử dụng tay lái ghi đông ấy thì nó rất là tiện lợi. Thì bộ này có thể sử dụng để làm cái xe chở hàng trong xưởng khoảng dưới 400 kg. Tất nhiên là nếu các bạn với cái cấu hình động cơ này thì các bạn chỉ cần nâng cấp cái bánh xe lên cái các cái bánh xe lên một cái là có thể chở được nặng hơn, có thể lên đến chở lên khoảng 800 kg cũng được. Tuy nhiên thì với cái bánh lốp này là lốp hơi thì nó chỉ được vậy thôi. Đấy, thì chọn bộ thì nó vẫn bình thường như cầu trước, cầu sau, hệ thống lái. Hệ thống lái ở đây thì sẽ có thanh rằng tay lái. Đây, thanh rằng du tin thì được bắt vào đây và rằng qua cái phần ống lối này. Trong cái video này thì mình quên không có nhặt ra, nhưng mà nó sẽ có cả thanh rằng. Thanh rằng sử dụng hai ống lối và hai rô tin bắt trực tiếp lên cái phần bốt lái đây. Đấy. Đấy, khi mình lái thì nó sẽ bẻ lái cái này để nó sẽ bẻ lái bánh xe bằng cách đánh lái ghi đông của cái này, của cái bốt lái thẳng này. Đấy, còn đây là cầu này. Đấy, tổng thể là sử dụng tay ga có ổ khóa báo điện, phụ kiện phanh chân phanh tay này đầy đủ các bạn nhé. Mọi chi tiết sản phẩm thì có thể liên hệ số điện thoại 0983818955. Đây là những cái cấu hình cơ bản thôi, tất nhiên là các bạn có thể nâng cấp thêm, nhưng mà như thế này là đủ dùng rồi.